Giờ thì mình sẽ sang tới cái reading phụ thêm là prerequisite. Thì cái reading này là họ nói tới những cái nguyên lý kế toán cơ bản, để gọi là financial reporting mechanics. Thì trước hết thì mình muốn giới thiệu qua cho mọi người một số khái niệm như sau. Cái khái niệm đầu tiên ý, nó được gọi là financial statement element. Thì những cái mà được gọi là elements ý, nó là những cái yếu tố quan trọng cấu thành nên những cái báo cáo tài chính của một công ty. Đấy, cụ thể thì nó sẽ cấu thành nên hai cái báo cáo mà khá là quan trọng mình được học ở level 1 ý. Đấy là cái balance sheet với cả cái income statement. Thì về cụ thể nhá, là sẽ có 5 cái yếu tố, tất cả là có 5 cái element như sau. Thứ nhất, đấy là assets, đấy là những cái tài sản của một công ty này. Thứ hai là liabilities, là các khoản nợ này. Thứ ba là owner's equity, là cái phần vốn sở hữu này. Thứ tư là doanh thu, là revenue. Và thứ năm là expenses, là cái chi phí. Thì năm cái yếu tố này nó được gọi là năm cái elements của báo cáo tài chính. Và mọi người có thể thấy ở đây nhá, là ba cái đầu tiên thì nó là ở trên cái balance sheet đúng không? Có nghĩa là ba cái đầu tiên ấy nó sẽ thể hiện lên được cái vị thế tài chính là financial position của một công ty. Còn hai cái còn lại thì nó là xuất hiện ở trên cái income statement. Và nó thể hiện lên cái performance, cụ thể nó thể hiện lên cái profit là lợi nhuận của một công ty. Đấy. Thì bây giờ ở cái bài đọc này thì họ ký hiệu như sau. Assets họ sẽ ký hiệu là A này. Liabilities thì là L. Equity thì là E. Revenue thì là R, còn expenses thì sẽ ký hiệu là X. Đấy, thì nói qua cái cách mà họ sử dụng ký hiệu ở bài này. Ok. Bây mình sẽ quay sang phần lý thuyết này, là phần đầu tiên trước. Phần đầu tiên của bài đọc này ý, là họ sẽ phân loại những cái hoạt động của một công ty ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái hoạt động kinh doanh. Nhóm thứ hai là những cái hoạt động đầu tư. Và nhóm thứ ba là những hoạt động tài chính. Rồi, thì mới đi vào nhóm thứ nhất này. Những cái hoạt động kinh doanh ấy, gọi là operating activities ấy. Nó là những cái hoạt động mà thuộc những cái là một phần của những cái hoạt động kinh doanh sản xuất vận hành hàng ngày của một công ty ấy. Thì bây giờ ví dụ nhá, đấy là công ty họ bán hàng hoặc là cung cấp dịch vụ ra cho khách hàng chẳng hạn, thì sẽ sinh ra là được doanh thu này, đấy là sales này. Ví dụ thứ hai, đấy là khi mà họ bán hàng hoặc là cung cấp dịch vụ cho khách hàng ấy, thì công ty đó sẽ phải chịu những cái chi phí từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ ấy. Đấy. Thì nó là một cái expense là X này. Thứ ba là công ty đó họ sẽ phải trả những cái khoản thuế thu nhập hàng kỳ gọi là income tax expense, thì cái này là cũng là một cái expense là X. Thứ tư đấy là cái việc một công ty họ sở hữu những cái tài sản ngắn hạn hoặc là phải chịu những cái khoản nợ ngắn hạn mà liên quan tới những cái hoạt động kinh doanh sản xuất hàng ngày của họ ấy. Đấy. Thì những cái tài sản ngắn hạn thì nó là asset, còn những cái khoản nợ ngắn hạn thì nó là liabilities. Bên đến cái nhóm hoạt động thứ hai là investing activities, là những cái hoạt động đầu tư. Đấy. Hoạt động đầu tư ở đây là những cái hoạt động liên quan tới việc mua hoặc bán những cái tài sản dài hạn. Cụ thể hơn nhá, thì tài sản dài hạn ở đây ấy, có thể là mua hoặc bán những cái tài sản cố định.
Thì tài sản cố định ở đây họ hay gọi là property, plant and equipment. Đấy. Thì property có nghĩa là nhà cửa, đất đai này, plant thì kiểu là máy móc, phân xưởng. Đấy. Còn equipment thì là thiết bị. Đấy, tóm lại những cái thứ như kiểu là nhà máy, thiết bị, đất đai các thứ thì nó được gọi là property, plant and equipment. Nó hay được viết tắt là PPE như thế này. Đấy. Hay là cũng được gọi là fixed asset. Đấy, cái tài sản cố định ý. Đấy. Thì những cái tài sản này, những cái tài sản cố định này thì nó được phân loại là những cái tài sản dài hạn của một công ty. Đấy, và nó nằm trong cái phần asset. Thứ hai, đấy là việc mua hoặc bán những cái tài sản mà nó có dạng là những cái khoản chứng khoán mà được các công ty khác phát hành ra ấy. Để biết là sự công ty mình thì mua chứng khoán nợ hoặc là chứng khoán vốn của công ty khác chẳng hạn. Chứng khoán nợ thì đấy một cái dạng điển hình là mua trái phiếu của công ty khác, hoặc là chứng khoán vốn thì điển hình đấy là mua cổ phiếu của công ty khác. Đấy. Thì những cái khoản đầu tư như vậy nó cũng được coi là những cái khoản tài sản dài hạn ở trên báo cáo tài chính của một công ty. Bước đến nhóm thứ ba, nhóm hoạt động thứ ba thì được gọi là financing activities, là những cái hoạt động tài chính. Thì những hoạt động tài chính ý, là những cái hoạt động mà tác động và làm thay đổi những cái nguồn vốn của một công ty. Đấy, những hoạt động xoay quanh việc xin vốn cũng như là trả vốn của một công ty. Đấy, thì về phần này thì mình sẽ giải thích kỹ hơn một chút nha. Đấy, những cái thứ liên quan tới vốn hay là cấu trúc vốn thì mình sẽ được học rất là kỹ và nhiều ở các môn khác nữa. Đấy, nhưng mà ở môn này thì cũng có một số kiến thức căn bản mà cần phải biết ý. Đấy, nên mình sẽ nói qua. Thì nguồn vốn một công ty được gọi là capital. Thì những cái nguồn vốn ý, nó chia ra làm hai nhóm chính. Thứ nhất là cái nguồn vốn nợ được gọi là debt, và thứ hai là equity. Thì debt ở đây nó là những cái khoản vay của một công ty, các cái loại chứng khoán nợ mà công ty phát hành ra ấy. Còn equity thì nó là vốn chủ sở hữu. Đấy, thì equity thì sẽ chia làm hai loại nhỏ hơn thường gặp. Một cái là những cái cổ phiếu thường, gọi là common stock. Loại thứ hai thì được gọi là cổ phiếu ưu đãi, gọi là preferred stock. Thì cái sự khác biệt giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi thì đấy cũng sẽ học kỹ hơn ở các môn sau. Giờ thì mình chỉ cần biết qua để là nhìn chung ấy, thì cổ phiếu ưu đãi thì có một đặc điểm là cái cổ tức mình nhận được hàng kỳ nó là cố định. Đó. Và những cái cổ đông ưu đãi sẽ được hưởng, được nhận tiền từ công ty trước là những cổ đông thường. Thì sẽ có cái mức độ ưu tiên về việc nhận tiền là cao hơn so với cổ đông thường. Còn ở bên common stock là cổ phiếu thường ấy, thì cổ phiếu thì cổ tức của các cổ đông thường ấy thì nó sẽ có mức độ ưu tiên thấp hơn là cổ tức ưu đãi. Có nghĩa là hàng năm thì có thể là cái bên cổ phiếu thường là còn không được nhận cổ tức ấy. Đấy, tuy nhiên thì ở bên cổ phiếu thường là common stock ấy, thì lại có một vài điểm lợi. Thứ nhất, điểm lợi quan trọng nhất ấy, đấy là những cổ đông thường thì sẽ nắm giữ cổ phần của công ty đó. Và bởi vì nắm giữ cổ phần ấy, nên là họ sẽ được tham gia vào việc bỏ phiếu hay là tác động vào các cái chính sách quyết định của một công ty. Đấy, thì đây là một vài những cái nguồn vốn chính nhá, là debt này, common stock với cả preferred stock. Đấy, các công ty họ có thể phát hành ra các loại chứng khoán khác nhau ấy, để xin vốn từ các nguồn khác nhau. Rồi thì về một vài ví dụ liên quan tới những hoạt động tài chính này. Thứ nhất là một công ty họ phát hành ra hoặc là họ mua lại cái cổ phiếu ưu đãi hoặc là cổ phiếu thường của họ này. Thứ hai là công ty họ có thể là phát hành ra những khoản nợ mới hoặc là trả những khoản nợ cũ. Thứ ba là những cái khoản tiền phân phối ra cho các nhà đầu tư. Đấy, còn lấy cái khoản distributions. Đấy, ví dụ điển hình nhất là những cái khoản gọi là cổ tức, là dividends.
Cái cổ tức thì có thể là hoặc là phân phối ra cho cổ đông thường ấy, hoặc là phân phối ra cho cổ đông ưu đãi. Vậy là xong cái phần đầu tiên nhá. Đấy, phần này thì cũng chỉ là giới thiệu qua thôi về ba cái nhóm hoạt động của một công ty ấy. Một số những cái ví dụ điển hình hay gặp ở trong chương trình CFA. Tiếp theo là đến phần thứ hai la mã. Phần hai la mã ấy là sẽ có một cái bảng, và cái bảng này thì mình có liệt kê ra 5 cái element của báo cáo tài chính này, và tương ứng ấy là trong những cái element này thì nó sẽ có những cái tài khoản nào là thường gặp ấy. Thì báo cáo tài chính của một công ty nhá, nó có thể rất là phức tạp, có rất là nhiều những cái tài khoản khác nhau rất là lạ chẳng hạn. Tuy nhiên thì ở trong chương trình CFA ấy, họ sẽ không yêu cầu mọi người là phải biết những thứ quá là phức tạp hay cao siêu. Đấy, mình chỉ cần biết qua về một số những cái tài khoản chính hay gặp thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ liệt kê ra đặc điểm, định nghĩa đơn giản của các cái tài khoản này nhé. Những cái tài khoản nào mà quan trọng thì họ sẽ dạy lại kỹ hơn ở các phần kiến thức đằng sau hoặc là ở các cái bài đọc đằng sau ấy. Đấy, hiện giờ thì mục tiêu chỉ là để giới thiệu qua thôi. Bây mình sẽ vào cái nhóm đầu tiên là assets. Thứ nhất, tài khoản hay gặp đầu tiên trong phần này là cash với cả cash equivalents. Thì cash nó là tiền mặt này, còn cash equivalents nó là những cái loại chứng khoán ngắn hạn có độ thanh khoản rất là cao. Đấy, và nó sắp đáo hạn đến nơi rồi. Những cái loại chứng khoán ngắn hạn như vậy thì cái mức độ an toàn nó rất là cao, nó được coi như là tiền mặt luôn ý. Cái giá trị của nó thì cũng rất là chắc chắn, gần như là không có rủi ro về việc là giá trị nó sẽ thay đổi theo lãi suất của thị trường chẳng hạn. Đấy, nên những cái thứ như vậy nó được gọi là cash equivalents. Cái thứ hai thì được gọi là accounts receivable, hay có một cái tên gọi khác là trade receivables. Thì cái thứ hai này nó là những cái khoản phải thu từ khách hàng. Cụ thể nhá, là khi một công ty họ bán hàng hoặc là họ cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thì ở cái thời điểm mà giao dịch được thực hiện ấy, thì khách hàng có thể là họ chưa thanh toán ngay mà họ lại nợ họ thanh toán sau trong tương lai chẳng hạn. Đấy. Thì khi mà cái thời điểm giao dịch xảy ra ấy, khi mà khách hàng họ chưa trả tiền ngay ấy, thì công ty đó họ sẽ ghi nhận một cái tài sản nó tên là accounts receivable. Nó thể hiện lên là có một cái khoản như vậy là sẽ phải thu từ khách hàng ấy. Trong tương lai đến lúc mà khách hàng họ trả tiền, họ thanh toán cho công ty rồi, đấy thì cái tài sản này nó sẽ mất đi. Cái tài khoản thứ ba thì được gọi là prepaid expenses. Thì prepaid expenses nó là chi phí trả trước. Mọi người lưu ý này, một cái rất là quan trọng. Thế mặc dù tên gọi của cái tài khoản thứ ba này nó có cái chữ expense, nhưng mà nó không phải là một cái chi phí nhá, nó không phải là một cái expense mà nó là một cái asset. Thì cụ thể là như sau, chi phí trả trước ấy có nghĩa là ví dụ giả sử như là bây giờ mình thuê nhà trong vòng 3 tháng chẳng hạn, nhưng mà ở ngay tháng đầu tiên, ở đầu tháng đầu tiên ấy, thì mình đã trả tiền nhà cho cả 3 tháng đấy luôn. Thì điều này có nghĩa là đúng ra ấy, là cái chi phí thuê nhà của từng tháng ấy là phải ở cuối mỗi tháng nó mới xảy ra ấy. Nhưng mà ở ngay đầu tháng đầu tiên mình đã trả hết toàn bộ cái chi phí đấy cho cả 3 tháng rồi. Đấy. Thì có nghĩa là mình đã chi tiền ra trước trước khi là cái chi phí nó xảy ra ấy. Đấy. Thì bởi vì chi phí nó chưa xảy ra cho nên là cái số tiền mình bỏ ra đấy nó vẫn được ghi nhận là một cái tài sản đối với mình. Chỉ khi nào trong tương lai là mình đã sử dụng cái nhà đấy rồi ấy, đấy, từng tháng trôi qua một mình đã dùng cái nhà đấy rồi và cái chi phí thuê nhà nó mới xảy ra rồi ấy. Khi đó ấy, thì cái tài khoản này này nó mới bị giảm đi, thì cái tài sản này sẽ giảm đi và mình sẽ ghi nhận chi phí ở trên cái income statement sau. Tài khoản thứ tư thì là inventory. Inventory là hàng tồn kho ấy. Thì có thể hiểu là inventory nó sẽ gồm ba thành phần chính, đấy là nguyên vật liệu này, bán thành phẩm với cả thành phẩm. Đấy, thì nhìn chung là những cái thứ ở trong inventory nó sẽ có vai trò là để mà mình tạo ra được cái sản phẩm
hàng hóa hoặc là dịch vụ sau cùng để mà bán ra ngoài cho khách hàng, để mà kiếm ra cái nguồn doanh thu chính cho công ty. Thứ năm là property, plant and equipment. Đây, cái này thì ở phía trên thì có nói rồi. Thế họ hay viết tắt là PPE. Đây là những cái tài sản cố định của một công ty, như kiểu là nhà máy, thiết bị, đất đai. Thứ sáu là investment property. Thì investment property nó là những cái bất động sản mà được sở hữu với mục đích là đầu tư. Ví dụ như kiểu là mình sở hữu một căn nhà với mục đích là để mình cho thuê, để lấy tiền thuê nhà hàng tháng chẳng hạn. Hoặc là mình có thể là phát triển cái tòa nhà mảnh đất đó lên để trong tương lai thì mình bán đi và ăn được cái phần giá trị chênh lệch ấy. Cái thứ bảy thì được gọi là current với cả deferred tax asset. Đấy, thì cái phần về thuế này ấy, thì ở cái bài đọc về thuế thì mình sẽ biết rõ hơn. Đấy, giờ thì mình chỉ nói qua một chút thôi. Thì current tax asset ấy, có thể hiểu đơn giản đấy là ở trong quá khứ thì mình đã trả thuế và mình được refund một phần ấy, mình được hoàn lại một phần ấy. Đấy, có nghĩa là trong ngắn hạn, trong một năm chẳng hạn, thì mình sẽ được hoàn lại một khoản thuế mình đã trả trong quá khứ. Thì đó, thì trong cái quãng thời gian từ giờ đến lúc mà mình sẽ nhận lại được cái khoản thuế được hoàn lại đó ấy, thì cái phần đó nó sẽ ghi nhận là một cái tài sản, nó gọi là current tax asset. Còn deferred tax asset thì nó cũng gần giống như vậy nhưng mà nó mang ý nghĩa dài hạn hơn ấy. Để cụ thể đấy là trong quá khứ ấy, thì cái thuế thực sự mình trả nó lại thừa ra, nó lớn hơn so với cả cái thuế ở trên báo cáo tài chính ấy. Và bởi vì trong quá khứ mình trả thừa ra, cho nên trong tương lai ấy, thì cái thuế thực sự mình phải trả ấy, nó sẽ được giảm bớt đi để bù lại ấy. Đấy, thì cái đấy nó gọi là deferred tax asset và nó cũng được ghi nhận là một cái tài sản. Cái tài khoản thứ 8 hay được gặp đấy là những cái tài sản vô hình, intangible asset. Đấy, ví dụ là những cái bằng phát minh, sáng chế, bản quyền, thương hiệu, đấy, là lợi thế kinh doanh, goodwill các thứ. Cái thứ 9 là financial assets, trading securities và investment securities. Thì đây là những cái tài sản tài chính ý, là những cái khoản đầu tư chứng khoán dài hạn cũng như ngắn hạn. Thứ 10 là những cái khoản đầu tư mà được ghi nhận hạch toán bằng phương pháp gọi là equity. Thì cái phương pháp equity là gì? Đấy, sang level 2 thì người sẽ được học nhá. Đấy, ở level 1 ấy, thì mà không cần là phải biết hay là cái gì đâu, có thể bỏ qua. Và cuối cùng đấy là đối với các ngân hàng ấy, thì thường họ hay có một cái tài sản nó gọi là loans hoặc là loans receivable. Thì cái khoản loans này đơn giản nó là cái khoản vay mà một ngân hàng họ cho bên ngoài vay thôi. Đấy, thì đối với những cái bên đi vay thì cái khoản vay nó một khoản nợ đúng không? Đấy, còn đối với cái bên cho vay thì cái khoản vay nó lại đóng vai trò là một cái tài sản. Bước đến cái nhóm thứ hai, cái element thứ hai là liabilities. Cái tài khoản đầu tiên thì được gọi là accounts payable hay là trade payables. Thì cái này nó sẽ ngược lại với cả accounts receivable. Đấy, có nghĩa là accounts payable là những cái khoản phải trả các nhà cung cấp. Đấy, ví dụ bây giờ là mình có một cái giao dịch mua hàng từ nhà cung cấp nhá, mua nguyên vật liệu. Đấy, nhưng mà mình lại không thanh toán ngay mà mình lại thanh toán trong tương lai chẳng hạn. Có nghĩa là mình nợ ấy, mình nợ cái nhà cung cấp. Thì ở cái thời điểm mà cái giao dịch nó xảy ra là ở hiện tại ấy, mình sẽ phải ghi nhận cái khoản nợ có tên là accounts payable. Và ở thời điểm trong tương lai đến khi nào mà mình trả nợ ấy, mình thanh toán cái giao dịch đó ấy, thì cái khoản nợ này là mới biến mất. Cái tài khoản thứ hai được gọi là provisions hay là accrued liabilities. Thì cái thứ hai này nó cũng gần giống cái thứ nhất ấy, có nghĩa là nó cũng là những cái chi phí mà nó đã xảy ra rồi nhưng mà mình lại chưa thanh toán ngay, mình lại thanh toán trong tương lai ấy. Đấy, ví dụ
là giả sử như kiểu là tiền điện nước xảy ra trong tháng này chẳng hạn, nhưng mà đến tháng sau mình mới trả chẳng hạn. Đấy, hoặc là tiền lương của nhân viên. Đấy, lương nhân viên của tháng này nhưng mà sang giữa tháng sau mình mới trả, kiểu vậy. Thì nó được gọi là accrued liabilities. Nhìn chung thì bản chất của nó giống với cả accounts payable thôi, nó chỉ khác đúng một điểm ý, là accounts payable ấy là để chỉ cụ thể ở những cái hàng hóa mà mình mua từ các nhà cung cấp. Đấy, với cái hàng hóa đấy thì mình sẽ bán ra bên ngoài để kiếm được doanh thu ấy. Còn accrued liability thì nó nói tới những cái chi phí khác ấy. Đấy, mà không phải là chi phí mua hàng ấy. Đấy, như kiểu là chi phí điện nước, chi phí trả lương chẳng hạn. Đến cái thứ ba, thế cái thứ ba này này là financial liabilities, ở đây là có thể gộp chung với cả hai cái ở bên cạnh là debt payable với cả bonds payable. Đấy, ở đây họ tách ra làm ba ấy. Thực ra thì nó cũng chẳng khác gì nhau mấy đâu. Đại loại ở đây thì financial liabilities có thể hiểu là những cái khoản nợ tài chính. Thì nợ tài chính thì có thể đến từ việc là một công ty họ đi vay tiền ngân hàng, hoặc là họ phát hành ra các loại chứng khoán nợ, họ đi vay một công ty nào đấy khác chẳng hạn, họ phát hành ra trái phiếu vân vân. Đấy, tất cả những cái như vậy thì được gọi chung là financial liabilities. Cái thứ tư thì được gọi là current và deferred tax liabilities. Cái này thì nó ngược lại với cả current với cả deferred tax asset thôi. Ví dụ như cụ thể này, current tax liability nó là những cái khoản thuế xảy ra trong năm nay mà mình sẽ phải trả trong vòng một năm tới. Còn deferred tax liabilities thì nó có nghĩa là trong quá khứ ấy, thì cái khoản thuế thực sự mình trả thì nó lại thấp hơn là cái thuế ở trên báo cáo tài chính. Và dẫn tới cái việc là vào những năm trong tương lai sau này thì cái khoản thuế thực sự mình phải trả nó sẽ phải lớn hơn so với cả cái thuế ở trên báo cáo tài chính. Đấy, có nghĩa là trong quá khứ thì mình trả thiếu ấy, nên là mình bị nợ ấy, và trong tương lai mình sẽ phải trả bù lại ấy. Thì nó là một cái liability. Thứ năm là những khoản gọi là reserves, là những cái quỹ dự phòng được trích lập ra để coi như là để trả cho những cái chi phí mà có thể xảy ra trong tương lai ấy. Ví dụ nhá, giả sử là bây giờ khi mà một công ty ấy, họ bán hàng ra cho các khách hàng ấy, và họ ghi nhận doanh thu ấy. Đấy, thì ở cái trường hợp mà khách hàng họ không thanh toán ngay mà họ lại trả sau. Đấy, ví dụ một tháng sau họ mới trả tiền chẳng hạn, thì có cái rủi ro đấy là họ sẽ không trả tiền cho mình ý, hoặc là họ sẽ không trả đủ. Đấy, khi đó thì một công ty sẽ phải ước tính một cái khoản gọi là bad debt, là nợ xấu ấy. Đấy, ước tính xem là trong cái khoản mà khách hàng nợ mình ý, thì có bao nhiêu phần là khách hàng sẽ có trả và sẽ bao nhiêu phần là có khả năng cao là khách hàng sẽ không trả ấy. Cái thứ sáu thì được gọi là unearned revenue. Thì cái này cũng là một cái lưu ý này, là unearned revenue ấy, thì tên gọi của nó có chữ revenue nhưng mà không có nghĩa nó là cái doanh thu nhá, mà nó lại là một cái khoản nợ. Cụ thể là như thế này này, unearned revenue ấy, nó là những cái khoản tiền mà khách hàng trả cho mình trước trước khi là cái giao dịch nó được thực hiện ấy. Ví dụ giả sử là phải tuần sau thì mình mới bán hàng cho khách hàng, mình mới trao cái món đồ đấy đến tay khách hàng chẳng hạn, nhưng mà ở ngay thời điểm hiện tại thì khách hàng họ đã gửi tiền cho mình trước rồi. Thì bởi vì là mình chưa hề thực hiện giao dịch nhá, có là mình chưa hề ghi nhận cái doanh thu của giao dịch đó ấy, nhưng mà tự dưng trước đó khách hàng họ đã gửi tiền cho mình rồi, thì là giống như kiểu là mình đang nợ khách hàng cái khoản tiền đó ấy. Đấy, nó là một khoản nợ. Và chỉ khi nào mà trong tương lai ấy, khi mà cái giao dịch nó được thực hiện, mình hoàn thành cái nghĩa vụ của mình rồi ấy, khi đó thì mình mới trả được cái khoản nợ đấy cho khách hàng. Đấy. Và khi đó thì cái khoản unearned revenue này là mới biến mất. Cái cuối cùng thì là đối với các ngân hàng thì nó có một cái khoản gọi là deposit. Cái deposit thì phải hiểu đơn giản đấy là những cái khoản tiền gửi của khách hàng thôi. Để khách hàng gửi tiền vào ngân hàng đúng không? Đấy. Thì những cái khoản tiền gửi đó đối với ngân hàng nó là một cái khoản nợ. Và trong tương lai khi nào mà khách hàng rút tiền ấy, thì rõ ràng là ngân hàng họ sẽ phải trả nợ cho khách hàng đúng không?
So, giờ đến cái thành phần thứ ba, cái element thứ ba là equity. Thì phần equity thì sẽ có một số những cái tài khoản chính như sau. Đấy, phần này thực ra là họ liệt kê như thế này thì nó cũng không được thực sự đầy đủ ấy. Nên là mình sẽ viết lại một chút nhá. Cụ thể này thì cái tài khoản chính đầu tiên ở trong phần equity ấy, nó sẽ có tên là common stock, hay là cũng thường được gọi là contributed capital. Thì common stock ấy, nó đơn giản nó là cái vốn góp của các cổ đông thôi. Có nghĩa là bây giờ nhá, công ty họ phát hành ra cổ phiếu thì các cổ đông, các nhà đầu tư họ mua cổ phiếu của công ty này thì họ sẽ trở thành cổ đông, đúng không? Đấy, và khi mà họ bỏ tiền ra để họ mua ấy, thì cái khoản tiền đến từ các cái cổ đông đó nó được gọi là vốn góp của cổ đông, được gọi là common stock. Đấy thì cụ thể hơn ấy, thì cái vốn góp của cổ đông này nó sẽ chia ra làm hai dòng. Một cái thì được gọi là paid in capital, hay là mở ngoặc là PA này. Một cái được gọi là additional paid in capital. Thì mình sẽ ví dụ để mọi người dễ hiểu hơn nhá. Bây giả sử này, một công ty phát hành ra 100 cổ phiếu. Đây, đã thành ra 100 cổ phiếu này, gọi là 100 shares này. Thì 100 cổ phiếu này nhá, thì sẽ có cái mệnh giá là bằng 1 đô. Nhưng mà ở cái thời điểm phát hành ra ấy, thì cái giá thị trường là market value nó là bằng 10 đô. Thì điều này có nghĩa là ở cái thời điểm phát hành ra 100 cổ phiếu ấy, mỗi cổ phiếu là có giá thị trường là 10 đô, đúng không? Có nghĩa là tổng cộng ấy, thì công ty này đã xin về được vốn là bằng 1.000 đô. Thì cái 1.000 đô này họ sẽ ghi nhận như sau. Thứ nhất là 100 cổ phiếu này ấy, thì cái mệnh giá của mỗi cổ phiếu là 1 đô. Có nghĩa là cái phần par value, cái từ par hay là face value cũng là mệnh giá ấy. Đấy, cái phần mệnh giá của những cái cổ phiếu đã phát hành ra ấy, nó được gọi là paid in capital. Cái này nó sẽ là bằng 100 shares nhân với cả 1 đô thì bằng 100 đô. Còn nhưng mà trong thực tế thì rõ ràng là công ty này không chỉ nhận về vốn là 100 đô, đúng không? Mà họ nhận về vốn là 1.000 đô liền. Có nghĩa là họ nhận được cái phần chênh lệch giữa cái 10 đô này và cái 1 đô này, chênh lệch giữa cái market value và cái par value ấy, là 9 đô. Thì cái 9 đô đấy nó được gọi là cái additional paid in capital. Thì nó sẽ là bằng 10 trừ đi 1 cho nhân với cả 100 là bằng 900. Đấy. Nên tổng cộng thì cái vốn góp từ cổ đông ấy, nó sẽ là bằng 1.000 đô. Có 100 là đến từ cái phần par value là mệnh giá ấy. Và cái phần 900 còn lại nó được gọi là cái phần additional, là cái phần chênh lệch giữa cái giá thị trường và cái mệnh giá. Thì đây là đối với những cái trường hợp mà cái cổ phiếu công ty là nó có cái mệnh giá là par value là bằng 1 nhá. Đấy, bây còn giả sử ấy, là nếu như mà cái cổ phiếu công ty đó nó lại không có cái mệnh giá, thì có một số trường hợp như vậy. Nếu mà không có cái này ấy, thì họ sẽ đơn giản họ ghi nhận là cái phần common stock này nó là bằng 1.000 luôn. Chứ họ không phân ra làm hai phần là paid in với cả additional paid in capital nữa. Để xem cái này hơi tiểu tiết một chút, nhưng mà mình cũng muốn giải thích cho mọi người ấy, để khi mà người đọc sách thì mọi người hiểu là họ đang nói về cái gì. Đấy, thế đây là cái thành phần đầu tiên nhá của phần equity. Cái thành phần thứ hai, phần thứ hai thì được gọi là các cái vốn góp đến từ cổ phiếu ưu đãi. Đấy, thì ở trong cái bảng ở phía bên tay trái đây thì họ không liệt kê ấy. Đấy, nhưng mình sẽ vẫn liệt kê ra cho mọi người, gọi là preferred stock, là vốn đến từ việc phát hành ra cổ phiếu ưu đãi.
Đấy, cái này thì bản chất nó cũng nhìn chung là nó khá là giống với là common stock thôi, nó đều là một dạng cổ phiếu cả ấy. Cái tiếp theo nha, đấy là retained earnings, lợi nhuận giữ lại. Cái này thì ở bài trước mình có nói rồi, có nghĩa là hàng năm khi mà một công ty họ tạo ra lợi nhuận dòng là net income ý, thì họ sẽ dùng cái net income dùng một phần để trả cổ tức, còn phần còn lại ấy, sẽ được đưa vào cái phần retained earnings làm cái tài khoản ở trong phần equity. Cái thứ tư thì nó có tên gọi đầy đủ là accumulated other comprehensive income. Đấy, cái này thì ở bài trước mình có vừa nói rồi. Đấy là ở trên cái Statement of Comprehensive Income ấy, thì nó có một cái phần doanh thu và chi phí đặc biệt, nó tên là OCI. Đấy, thì ở cuối mỗi kỳ thì cái OCI nó sẽ được chuyển sang phần Equity. Cụ thể là nó chuyển vào một cái tài khoản, nó có tên là Accumulated Other Comprehensive Income. Đến cái tài khoản cuối cùng mà thỉnh thoảng đều gặp ở phần này ấy, gọi là Minority Interest. Thì cái tài khoản này nó sẽ sinh ra khi mà cái công ty mình đang xem xét ấy, tham gia vào những cái giao dịch mua bán sáp nhập M&A. Đây thì cụ thể cái phần kiến thức này là sẽ học ở level 2. Tuy nhiên thì hiện giờ mình sẽ nói qua để mọi người biết được là nó là cái gì nhá. Bây giờ giả sử là mình là công ty A này, mình bỏ ra, mình mua 80% cổ phần của công ty B. Thì khi mà mình sở hữu trên 50% cổ phần của công ty B ấy, thì có thể coi như là mình đã có quyền kiểm soát công ty B. Đấy. Và khi mình có quyền kiểm soát công ty B thì mình là công ty A sẽ bắt buộc là phải cung cấp những cái báo cáo tài chính hợp nhất. Và ở những cái báo cáo hợp nhất này ấy, thì mình là công ty A sẽ phải ghi nhận công ty B như thể là công ty B là một phần của công ty A. Đấy, có nghĩa là toàn bộ tất cả những cái chỉ số của công ty B ấy, nó sẽ phải được ghép hết vào với công ty A như thể hai công ty là một. Thì vấn đề ở đây ấy, đấy là ở trên cái báo cáo hợp nhất thì mình ghi nhận như thể là mình sở hữu hoàn toàn công ty B, nhưng mà trong thực tế ấy, thì mình lại chỉ sở hữu có 80% công ty B thôi, còn 20% còn lại thì là được sở hữu bởi các cổ đông khác ấy, gọi là các cổ đông thiểu số, gọi là minority shareholders. Thì bởi thế nên là ở trên cái báo cáo hợp nhất của mình ý, ở trong cái phần equity ý, thì sẽ có một cái dòng nó tên là minority interest, và cái dòng này nó sẽ thể hiện lên cái phần là 20% của công ty B ý, là cái cổ phần của công ty B mà các cái cổ đông thiểu số họ sở hữu chứ không phải là mình sở hữu. Rồi, cứ đến cái thành phần thứ tư của báo cáo tài chính nhá, thì là doanh thu, revenue. Đấy, thì phần này thì cũng ngắn gọn thôi. Doanh thu ấy thì nó sẽ có những khoản như kiểu là cái nguồn doanh thu chính là từ việc bán hàng này, để cung cấp dịch vụ cho khách hàng này. Đấy, thứ hai là cái khoản gain. Khi những cái khoản gain này thì nghe có vẻ chung chung và nó sinh ra ở nhiều trường hợp khác nhau ấy. Nó có nhiều trường hợp phức tạp. Đấy, nhưng mà hiện tại thì mình có thể hiểu một cách đơn giản ấy, là những cái khoản gain ấy, là những cái khoản lãi mà mình nhận về từ việc là cái giá trị của những cái tài sản của mình nó tăng lên, cái giá thị trường của cái tài sản của mình nó tăng lên, hoặc là cái giá thị trường của những cái khoản nợ của mình nó lại giảm đi. Ở cả hai trường hợp đấy thì mình đều được lợi ấy. Và cái phần chênh lệch đó nó ghi nhận ở cái khoản gain. Cái thứ ba ở trên revenue, ở phần doanh thu ấy, là investment income, là những cái thu nhập, là lợi nhuận từ việc đầu tư ấy. Ví dụ là mình mua trái phiếu của một công ty thì mình sẽ nhận được coupon, nhận được lãi, interest chẳng hạn. Hay là mình mua cổ phiếu của một công ty khác thì mình sẽ nhận được cổ tức là dividends. Cuối cùng, cái thành phần cuối cùng thì là expense, là chi phí. Thì có một số cái chi phí thường gặp như sau. Thứ nhất là cost of goods sold.
là những cái chi phí của những cái món hàng mình bán ra cho khách hàng hoặc là những cái dịch vụ mà mình cung cấp ra cho khách hàng. Thứ hai là những cái chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản trị, gọi là selling general với cả administrative expenses, họ hay gọi tắt là SG&A. Tại những cái chi phí SG&A này, ví dụ là chi phí thuê văn phòng, thuê nhà chẳng hạn, chi phí tiện ích điện nước, chi phí trả lương cho nhân viên hay là chi phí quảng cáo. Thứ ba là khấu hao, depreciation với cả amortization. Thì khấu hao ấy nó là cái chi phí sinh ra từ những cái tài sản dài hạn của một công ty. Những cái tài sản dài hạn, những cái tài sản mà mình dùng trong nhiều năm đúng không? Thì cái tài sản đó nó sẽ bị khấu hao theo thời gian, có nghĩa là cái giá trị của những tài sản đó sẽ bị giảm dần đi theo thời gian. Thì cái phần giá trị nó bị giảm đi qua mỗi năm ấy, nó sẽ được ghi nhận là một cái chi phí gọi là chi phí khấu hao. Thì khái niệm depreciation ấy, nó là cái khấu hao dành cho những cái tài sản hữu hình. Còn amortization ấy, nó là cái khái niệm khấu hao dành cho những cái tài sản vô hình. Cái chi phí thường gặp thứ tư ấy, là interest expense, là cái khoản lãi vay. Nếu như mà công ty của mình có phát hành ra một cái loại chứng khoán nợ, phát hành ra trái phiếu chẳng hạn, thì hàng kỳ thì mình sẽ phải trả lãi vay cho những cái khoản nợ đó ấy, thì được gọi là interest expense. Thứ năm thì là cái chi phí thuế phải trả này. Để thuế thì có nhiều loại thuế, nhưng mà chủ yếu thì ở level 1 thì họ chỉ nhắc tới một cái loại thuế duy nhất là income taxes, có nghĩa là thuế thu nhập thôi. Cuối cùng thì là losses. Thì losses nó là ngược lại đối với gain thôi. Thì nhìn chung có thể hiểu cách đơn giản đi là loss những cái khoản lỗ sinh ra từ việc là những cái tài sản của mình cái giá thị trường của nó lại giảm đi theo thời gian, hoặc là những cái khoản nợ của mình cái giá thị trường của nó lại tăng lên theo thời gian đi, để nó sinh ra cái khoản loss. Giờ thì mình sẽ sang tới phần 3 La Mã là những cái phương trình kế toán. Thế thì phương trình kế toán ấy, nó thể hiện lên cái mối quan hệ giữa những cái yếu tố cũng như những cái tài khoản ở trên báo cáo tài chính của một công ty. Thì cái phương trình kế toán đầu tiên ấy, là cũng rất là cơ bản và cũng đã được mình nói đến ở bài trước rồi. Đấy là assets thì là bằng liabilities cộng với cả equity. Cái phương trình thứ hai ấy, là nó lên cái mối quan hệ của các cái thành phần yếu tố ở trên cái income statement. Đấy, cụ thể thì revenue là cái chi phí này, hay các cái doanh thu này, trừ đi expenses là cái chi phí, thì ra được cái lợi nhuận dòng là net income hoặc là net loss. Thứ ba thì cái phần equity ấy, như ở trên thì mình có nói mọi người là nó có một số cái tài khoản hay gặp đúng không? Common stock này, preferred stock, retained earnings, accumulated OCI, vân vân. Đấy thì ở cái phương trình thứ ba này thì họ chỉ quan tâm tới hai cái thành phần chính của equity thôi. Đấy là contributed capital, đấy, hay còn gọi là common stock nhá. Và thứ hai thì là retained earnings. Cái phương trình thứ tư là nói lên cái mối quan hệ giữa retained earnings với cả net income của một công ty. Đấy, thì cái mối quan hệ này thì mình cũng đã nói đến ở phần kiến thức trước rồi. Thì ở phần này thì họ chỉ nói lại dưới dạng một cái phương trình cụ thể thôi. Ở đây nhá, thì cái retained earnings ở cuối mỗi năm hay là cuối mỗi kỳ ý, nó sẽ là bằng cái retained earnings ở đầu kỳ này cộng với cả cái phần net income sau khi mà đã trả dividends. Đấy, thì ở cái phương trình này rõ ràng là mình cũng đã thấy được cái mối quan hệ đấy là cái net income kiếm được hàng năm ý, sau khi trả dividends ý, thì nó sẽ được đưa vào retained earnings và nó khiến cho retained earnings nó tăng lên qua các năm ý. Phương trình số 5 thì có thể hiểu đây là một cái phương trình kế toán tổng quát ý. Đấy, nó kết hợp cả bốn cái phương trình ở phía trên lại,
thành một cái phương trình duy nhất thôi, để chứ không có gì mới mẻ cả. Để assets thì là bằng liabilities cộng với cả equity này. Equity thì nó tách nhỏ ra là các phần là contributed capital với cả retained earnings. Thì retained earnings sẽ tách nhỏ ra hơn là bằng beginning retained earnings cộng với net income trừ đi dividends. Net income thì lại được tách ra nhỏ hơn là bằng revenue trừ đi expenses. Có là ở đây thì cái phương trình số 5 ấy nó cũng rất là đơn giản. Đấy, nó chỉ là tổng hợp lại của các phương trình ở phía trên thôi. Thì sau khi mà đã đi qua được về 5 cái phương trình kế toán cơ bản ấy, thì giờ thì mình sang tới phần 4 La Mã. Đây là một phần khá là quan trọng của cái bài đọc này. Thì cái phần 4 La Mã ấy là bây chúng ta sẽ đi qua một cái ví dụ cơ bản về cái cách hạch toán các cái giao dịch, các cái nghiệp vụ phát sinh ra đối với một công ty. Thì lưu ý nhá, đấy là những cái kiến thức cụ thể về hạch toán, kế toán ấy, nó khá là phức tạp. Thế ở đây thì họ chỉ đi qua những cái trường hợp mà đơn giản nhất thôi, những cái giao dịch, những cái nghiệp vụ cơ bản nhất thôi. Thì ở đây thì để mà trước khi đi vào cái ví dụ này thì mình muốn nói qua một chút, đấy là có một cái nguyên lý về kế toán, nó gọi là double entry accounting. Cái double entry accounting hay là gọi là bút toán kép ấy, có nghĩa là tất cả cái giao dịch mà phát sinh ra ấy, thì nó sẽ tác động lên ít nhất là hai tài khoản cùng một lúc. Đấy, bơ ví dụ nhá, giả sử này là bây mình nhìn vào cái phương trình kế toán số 1 nhá. Đấy là assets là bằng liabilities cộng với cả equity. Thì nếu như mà có một cái tài sản nào đó, có một cái tài khoản ở đấy trong cái phần asset này này, là nó được tăng lên chẳng hạn, thì tương ứng ấy là sẽ phải có một cái ít nhất một cái tài khoản nào đấy khác cũng phải thay đổi cùng. Đấy, ví dụ nếu như mà có một cái asset tăng lên nhá, thì hoặc là phải có một cái asset khác giảm đi để bù lại này, hoặc là cái sẽ phải có một cái liability nào đấy tăng lên này, hoặc là sẽ phải có một cái equity nào đấy tăng lên. Đấy, có nghĩa là cái phương trình kế toán lúc nào nó cũng phải được đảm bảo ấy. Và bất cứ một cái nghiệp vụ, một cái giao dịch nào đi nữa, nó sẽ phải tác động lên ít nhất là hai tài khoản cùng một lúc. Thế bây giờ thì để hạch toán ấy, thì nó sẽ có một vài những cái phương pháp. Có một cái phương pháp như sau. Đây sẽ có hai cái bút toán, nó gọi là nợ và có ấy. Đấy, thì đây là một cái phần kiến thức mà nó liên quan đến kế toán. Đấy, thì ở môn FSA này của chương trình CFA ấy, thì họ không cần mọi người phải biết rõ về những cái nợ và có này. Đấy, tuy nhiên thì ở cái ví dụ ở phần 4 La Mã ấy, thì mình vẫn sẽ dùng những cái bút toán này để làm ví dụ để cho mọi người hiểu được rõ hơn là các cái tài khoản thường thấy ở trên báo cáo tài chính một công ty là thay đổi như thế nào ấy. Đấy. Thì nợ ở trong tiếng Anh ấy, thì nó gọi là debit, còn có thì được gọi là credit. Đây thì mình sẽ không đi sâu vào những cái phần kiến thức về kế toán, mình sẽ chỉ nói qua để mọi người đủ hiểu thôi là như thế này. Nếu như mà mình nợ hay là mình debit một cái asset ấy, thì mình sẽ khiến cho cái asset để nó tăng lên. Đấy. Nếu mình debit một cái liability, khiến cho cái liability nó giảm đi. Đấy. Debit một cái equity, khiến cho equity giảm đi. Debit một cái revenue, thì cũng khiến cho revenue giảm đi. Và debit một cái expense, thì lại khiến cho cái expense nó tăng lên. Đấy. Thế đây là quy tắc thứ nhất về debit. Về credit thì ngược lại, đấy là credit sẽ khiến cho asset giảm đi này, liability tăng lên, equity tăng, revenue tăng và expense sẽ giảm đi. Đấy. Thì ở đây thì cái double entry accounting ấy, có nghĩa là khi mà mình debit một tài khoản ấy, thì mình sẽ phải credit ít nhất là một tài khoản khác. Đấy. Và làm như thế nào đấy để cái lượng mình debit và cái lượng mình credit nó phải bằng nhau.
Đấy, nó phải offset đi lẫn nhau ấy, để cho cái phương trình kế toán nó vẫn được đúng. Đấy, để hai bên nó vẫn được cân ấy. Đấy, thế nên họ mới gọi cái balance sheet là cái bảng cân đối kế toán ấy. Rồi, thế là với hai cái nguyên tắc về việc thực hiện debit và credit như mình vừa nói, thì giờ thì mình sẽ đi vào một cái ví dụ nhá, để mọi người hiểu là cái bước hạch toán như thế nào. Đây thì mình có một công ty, thì ở đây thì trong sách họ có đưa ra một số những cái thông tin về cơ bản của công ty này. Thì đại loại đây là một công ty mà họ sẽ mới được thành lập. Đấy. Và công ty này thì họ sẽ phát hành ra những cái bản tin về đầu tư hàng tháng ấy, mà khách hàng họ sẽ phải bỏ tiền ra để mà họ subscribe, để mà họ đăng ký theo dõi hàng tháng ấy. Đấy. Ngoài ra thì công ty này họ cũng sẽ bán những cái quyển sách về đầu tư và tài chính. Có thể là họ mua lại sách từ một nguồn và họ bán lại ra cho khách hàng ấy. Đấy, thì đấy là hai cái nguồn doanh thu chính của họ nhá. Đấy là từ việc là phát hành ra cái bản tin đầu tư này, thứ hai là về việc bán sách. Rồi thì bây giờ mình xem là có những cái giao dịch gì nó được xảy ra. Đầu tiên, thứ nhất này là vào ngày 31 tháng 12 năm 2005 ấy, là cái ngày cuối cùng của năm ấy, thì họ mới thành lập ra công ty này. Đấy. Và ban đầu ấy thì sẽ có ba chủ sở hữu, và ba cái người chủ sở hữu này ấy, thì họ góp vốn vào để thành lập công ty, và cái vốn họ góp ấy, nó là 150.000 đô. Thì khi mà họ góp vốn như này ấy, thì thứ nhất là cái phần vốn góp của cổ đông ấy, là contributed capital ấy, nó phải tăng lên là 150.000 đúng không? Và thứ hai ấy, là công ty này sẽ nhận được tiền mặt là 150.000. Có nghĩa là mình sẽ hạch toán như sau. Mình sẽ debit cái tài khoản cash. Cash thì sẽ được tăng lên là 150.000. Để debit một cái asset thì là tăng nó lên đúng không? Và mình sẽ credit cái contributed capital là trong phần equity. Thì equity thì credit có nghĩa là nó tăng lên đi, cũng tăng lên là 150.000. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên nhá. Cái thứ hai, cái nhiệm vụ thứ hai này là ở vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2006, có nghĩa là sang đầu năm sau ấy, thì cái công ty này họ mới mở ra một cái tài khoản đầu tư, và họ ném vào 100.000 đô để họ mua các loại chứng khoán ấy, để mua cả chứng khoán nợ lẫn như chứng khoán vốn. Thì cái thứ hai này mình sẽ xử lý nó như sau. Ở trên balance sheet của mình ấy, thì ở phần tài sản nó sẽ có một cái tài sản dài hạn là cái khoản đầu tư chứng khoán của mình, nó có tên là investments. Ở đây thì mình chú thích nhé, cash thì là asset này, contributed capital thì là equity này. Và cái investment này nó cũng là cái asset, nó sẽ tăng lên là 100.000. Và bởi vì là mình bỏ ra 100.000 để mà mình ném vào cái tài khoản đầu tư này, nên là cash của mình nó sẽ giảm đi là 100.000. Đến cái thứ ba, đấy là ở cũng có ngày mùng 2 tháng 1 nhá, thì mình bỏ ra 3.000 đô cho cái người chủ nhà để mà mình thuê cái văn phòng nhà kho của họ ấy. Trong đó ấy, thì 2.000 đô là một cái khoản đặt cọc, cái refundable deposit. Còn 1.000 đô còn lại ấy, là mình trả trước cái tiền thuê nhà trong vòng một tháng của tháng tiếp theo ấy. Thì bây giờ mọi người lưu ý này, là cái khoản deposit này ấy, là nó không phải là cái deposit mà lúc nãy mình nói ở phần hai la mã đâu. Cái deposit này này nó là cái khoản tiền gửi của khách hàng vào một ngân hàng ấy. Đấy, còn cái khoản deposit này của mình ý, có nghĩa là mình lại đặt cọc cho cái thằng chủ nhà. Đấy. Và đặt cọc thì mình sẽ được hoàn lại cái tiền đặt cọc này trong tương lai ý. Bởi thế nên là cái khoản tiền đặt cọc deposit 2.000 đô này nó vẫn sẽ đóng vai trò là một cái tài sản ở trên báo cáo tài chính của mình. Đấy.
Thế bây giờ có thể hiểu là bây giờ mình bỏ ra cash là tiền mặt là 2.000, nhưng mình lại nhận lại được một cái tài sản khác là cái khoản deposit là 2.000. Tại sao ngoài trong tương lai khi mà cái thằng chủ nhà nó trả lại cái khoản đặt cọc của mình là 2.000 thì lúc đấy thì cái deposit nó sẽ giảm đi về không và mình lại nhận về cash là bằng 2.000, sẽ hoạt động các kiểu như vậy. Còn cái 1.000 thì cái 1.000 này là lại là cái chi phí trả trước đúng không? Nó được gọi là prepaid expense ý. Chi phí trả trước tại vì là phải thuê xong một tháng, tháng tiếp theo đây thì cái chi phí mới xảy ra ấy. Mà ngay bây giờ đầu tháng mình đã trả luôn tiền thuê nhà rồi. Thế nó là cái chi phí trả trước. Và chi phí trả trước nó là một cái tài sản đúng không? Đấy, khi bơ bởi thế nên mình sẽ debit này là cái khoản deposit là một cái tài sản. Tăng lên là 2.000. Mình cũng sẽ debit cái chi phí trả trước. Là 1.000. Mình sẽ credit cash. Cash sẽ bị giảm đi là 3.000. Để có là tổng cái bên debit và tổng cái bên credit nó luôn luôn là phải bằng nhau ấy. Và đây nó là bằng 3.000. Rồi nha. Và sang đến giao dịch số 4 này. Ở ngày mùng 3 tháng 1 năm 2006 thì công ty này họ mua thiết bị văn phòng với giá là 6.000 đô. Đấy, cái đống thiết bị này thì nó sẽ có quãng thời gian sử dụng là 2 năm, salvage value là không có. Salvage value nó là cái giá trị thanh lý của một tài sản. Có nghĩa là đấy là cái giá trị mà công ty này họ ước tính là họ sẽ nhận về nếu như mà họ bán cái tài sản đấy đi sau khi sử dụng nó xong rồi. Đấy, có nghĩa là sau 2 năm nữa sau khi dùng xong cái thiết bị này thì công ty ước tính là sẽ bán nó đi, thanh lý nó được với giá là không, không có salvage value. Rồi. Thì bởi vì cái tài sản này nó được dùng trong vòng 2 năm liền, tức là nhiều hơn 1 năm đi, thì có thể coi như một cái tài sản dài hạn. Đấy. Và mình sẽ ghi nhận cái tài sản dài hạn đấy là office equipment. Đây mới tài sản nhá. Nó sẽ tăng lên là 6.000. Tăng lên là 6.000 này. Đây là cái asset này. Và mình bỏ tiền ra để mình mua ấy, hay là cash của mình nó sẽ giảm đi là 6.000. Đó, thì đấy là cái thứ tư. Rồi thì giờ thì mình sẽ tạm xóa cái phần này đi nhá để mình viết tiếp những cái giao dịch tiếp theo. Đến cái thứ năm. Cái thứ năm ấy đấy là cũng vào ngày mùng 1 tháng 3 nhỉ, vào ngày mùng 3 tháng 1 thì công ty của mình nhận được 1.200 đô tiền mặt từ việc là khách hàng họ subscribe cái bản tin hàng tháng của mình ấy. Đấy, có nghĩa là có thể hiểu ấy, đấy là bây giờ ở đầu năm ấy thì cái khách hàng này họ gửi 1.200 đô thì coi như là trong vòng 12 tháng tiếp theo ấy thì họ sẽ được nhận cái bản tin hàng tháng này mà công ty này phát hành ra. Thì đây nó là cái khoản doanh thu được nhận về trước ấy. Đấy, nó là cái unearned revenue đúng không? Tức là cái giao dịch, tức là có phải là hàng tháng thì mình mới cung cấp ra cái bản tin về đầu tư cho khách hàng. Đấy, đúng ra là cứ mỗi một tháng thì mình phải ghi nhận cái doanh thu của tháng đó ấy. Đấy, nhưng mà ở đây thì toàn bộ cái số tiền từ cái việc cung cấp dịch vụ này là nó lại được trả ngay từ ban đầu. Mà chưa thực hiện cái nghĩa vụ của cái giao dịch mà công ty đã nhận tiền về rồi thì nó là cái khoản nợ, nó gọi là unearned revenue. Đấy, thì ở phần này nó tương tự như vậy thôi, có nghĩa là cái giao dịch số 5 này, thứ nhất là mình sẽ ghi nhận tiền mặt của mình sẽ tăng lên là 1.200. Đấy, tại vì là mình nhận được về cái khoản tiền trả trước của khách hàng đúng không? 1.200.
nhưng mình sẽ phải ghi nhận vào khoản nợ. Cái khoản nợ đấy nó được ở đây họ gọi là unearned fees, là một khoản nợ này nó cũng tăng lên là 1.200. Và phải khi nào mà cái thời điểm trong tương lai khi mà mình ghi nhận doanh thu ấy, thì mình mới được phép là mình giảm cái khoản nợ này đi. Số 6 là vào ngày 10 tháng 1 năm 2006 thì công ty này họ mua 500 quyển sách với giá là $20 một quyển. Đấy, tổng cộng thì họ mua cái đống sách này với giá là $10,000 này. Đấy, và cái điều khoản đấy là cái công ty này họ sẽ trả muộn 30 ngày. Đấy, thì điều này có nghĩa là nhá, là mình mua hàng từ nhà cung cấp nhưng mình không thanh toán ngay mà mình thanh toán sau ấy. Đấy, bởi thế cho nên là mình sẽ phải ghi nhận một cái khoản nợ hoặc là cái khoản phải trả nhà cung cấp ý, accounts payable. Đấy, nên mình sẽ phải debit là cái hàng tồn kho của mình này. Mình mới mua sách về để mình bán lại ý, thì cái hàng trong kho của mình sẽ tăng lên với giá trị là $10,000 là bằng cái chi phí mà mình mua đồng sách đấy về. Mình sẽ credit. Đấy là mình sẽ credit, là mình sẽ sinh ra một khoản nợ gọi là accounts payable. Để nó mới khoản nợ tăng lên là $10,000. Rồi bước sang tới cái thứ 7. Đấy là vào ngày mùng 1, vào ngày mùng 10 tháng 1 thì công ty này bỏ ra $600 để quảng cáo. Đấy, thì như thế thì đơn giản thôi. Mình sẽ debit, mình sẽ ghi nhận cái chi phí quảng cáo gọi là advertising expense. Đấy, chi phí này thì là 600 này. Đây là một chi phí. Mình sẽ credit cash vì mình bỏ tiền mặt ra để mà mình dùng vào việc quảng cáo. Cash sẽ giảm đi 600. Số 8 là mình đi vay $12,000 từ ngân hàng để làm vốn lưu động này. Lãi là 10% một năm. Cái khoản nợ gốc thì sẽ được trả sau 2 năm. Đây là một khoản vay dài hạn trong vòng 2 năm. Khi đó thì mình sẽ ghi nhận đấy là tiền mình sẽ tăng lên. Tại vì mình nhận tiền về từ việc vay, tiền tăng lên là 12.000. Nhưng mà tương ứng là sẽ phải sinh ra một cái khoản nợ dài hạn ấy. Thì ở đây họ gọi là bank debt. Cái khoản nợ dài hạn cũng có giá trị là 12.000. Đến số 9. Đây, cái số 9 là một cái giao dịch bán hàng này. Cái giao dịch bán hàng này nó tương đối là phức tạp hơn so với những cái giao dịch khác. Vào ngày 15 tháng 1 nhá, thì cái công ty này họ mới gửi cái đơn hàng đầu tiên cho khách hàng. Đấy, bao gồm là 5 quyển sách với giá bán là $25 một quyển. Thế mọi người nhớ ở phần trên đúng không? Có phải là công ty này họ mua sách về với chi phí là $20 một quyển ý, nhưng mà họ lại bán ra với giá là $25 một quyển. Có nghĩa là cái lợi nhuận họ, cái phần chênh lệch họ ăn được là $5 một quyển. Đấy, thì họ bán ra 5 quyển sách cho khách hàng. Và khách hàng sẽ trả muộn. Họ sẽ không trả thanh toán ngay lập tức mà họ trả sau 30 ngày. Đấy. Khi đó thì họ sẽ ghi nhận như sau này. Thứ nhất, đấy là mình không nhận được tiền mà mình lại phải... Tức là khách hàng sẽ trả mình sau ở thời điểm trong tương lai ấy. Có nghĩa mình sẽ phải ghi nhận một cái khoản phải thu từ khách hàng gọi là accounts receivable. Đấy, cái khoản này nó sẽ là bằng $25 một quyển nhân với cả 5 quyển thì là $125. Đấy. Tương ứng thì mình sẽ ghi nhận doanh thu từ việc bán sách gọi là book sales. Cái này là revenue, cũng là $125. Rồi, nhưng bên cạnh đó ấy, thì mình cũng sẽ phải ghi nhận cái việc là cái hàng tồn kho của mình giảm đi, cũng như là cái chi phí của việc bán hàng nó sinh ra ấy. Đấy, thì bây giờ tiếp tục vẫn là giao dịch số 9 nhá, mình sẽ phải debit
cái chi phí của việc bán hàng là cost of goods sold. Thì chi phí của việc bán ra 5 quyển sách ấy, thì bởi vì là mình mua vào với chi phí là $20 đúng không? Có là chi phí của 5 quyển sách mà mình bán ra là $100. Chi phí là 100 này. Và tương ứng ấy, thì cái inventory là cái hàng tồn kho của mình ấy, cũng sẽ bị giảm đi là $100. Cái cost of goods sold thì là cái chi phí này. Inventory thì là cái asset. Đấy, thì ở đây như mọi người thấy là cái giao dịch số 9 ấy, là cái giao dịch bán hàng ấy, nó ảnh hưởng tới 4 tài khoản liền. Accounts receivable nhá, book sales này, cost of goods sold với cả inventory. Đến cái số 10. Vào ngày 15 tháng 1 thì bây giờ thì cũng là bán sách nhưng mà là bán 10 quyển vẫn với giá là $25 một quyển. Đấy, ở một cái cuộc hội thảo. Thì bây giờ là bán trực tiếp luôn, khách hàng thanh toán luôn chứ không trả sau nữa. Đây là ghi nhận ra đơn giản thôi, là mình sẽ nhận về tiền mặt cash là bằng $25 nhân 10 quyển là $250. Tương ứng là mình ghi nhận doanh thu. Doanh thu thì là book sales. Cái này là 200 này. Nhập 250. Đấy, và mình cũng sẽ phải điều chỉnh cả cost of goods sold với cả inventory. Mình sẽ debit cost of goods sold 10 quyển. Chi phí $20 một quyển, có nghĩa là tổng cộng chi phí là $200. Inventory cũng sẽ phải giảm đi là $200. Đấy. Thì theo xong cái số 10. Đấy, cái số 10 thì nó cũng khá là giống cái số 9 ý. Nó chỉ khác là cái số 9 ý, thì là bán hàng nhưng mà khách hàng lại trả sau, thì nó sinh ra accounts receivable. Còn cái số 10 thì là khách hàng trả ngay, nên là không sinh ra accounts receivable mà mình nhận được cash luôn. Đây cái số 11. Cái giao dịch số 11 này là vào ngày 30 tháng 1 thì công ty này họ mới thuê một cái nhân viên part time. Đấy, thì tóm lại đây đấy là công ty này sẽ trả cho cái người nhân viên này là $15 một giờ. Đấy, thì trước khi hết tháng ấy, tại vì là mới thuê cái người nhân viên này vào ngày 30 tháng 1 đúng không, thì chỉ có một ngày nữa là hết tháng 1 ý. Đấy, thì trong cái ngày cuối cùng của tháng ấy, thì những người nhân viên này họ mới làm được 6 giờ thôi. Đấy, và cái tiền công, cái tiền lương 6 giờ này thì sẽ chưa trả ngay mà phải sang tháng 2 là tháng sau mới trả. Thì đây nó là cái chi phí sinh ra ở cuối tháng 1 nhưng mà công ty họ lại chưa trả ngay, họ lại trả sau ấy. Đấy, thì cái chi phí trả sau này nó được gọi là accrued liabilities. Thì cụ thể ở đây người ta có một cái tên gọi cụ thể hơn, nó gọi là accrued wages, có nghĩa là những cái tiền lương mà trả chậm ấy, nó là khoản nợ. Cái cụ thể này đây số 11 thì sẽ debit cái chi phí là wage expense ở trên income statement nhá. Đấy, chi phí trả lương thì ở đây 6 tiếng nhân với $15 một tiếng đúng không, thì là 90 đô chi phí tiền lương này. Và sẽ phải credit một cái khoản nợ nó gọi là accrued wages, là một khoản liability cũng là 90. Giai số 12 đấy là cái công ty này họ bắt đầu gửi ra cái bản tin đầu tư cho cái tháng đầu tiên cho khách hàng. Đấy, thì nhớ lại là ở cái phần số 5 lúc nãy mình xem ấy, có phải là có một thằng khách hàng nó bỏ ra $1,200 để nó đăng ký cái dịch vụ này đúng không? Đấy, thế nó đăng ký luôn cho cả năm và cứ hàng tháng ấy thì mình sẽ, cụ thể là cuối tháng ấy, thì mình sẽ phải
gửi cho cái thằng khách hàng cái bản tin này. Thì lưu ý nhớ là ở trong quá khứ ấy, ở cái giao dịch số 5 lúc nãy mình sẽ biết lại này, cái số 5 lúc nãy là mình ghi nhận cash tăng lên là 1200 và mình credit một cái gọi là unearned fees là 1200. Đấy, thì cái này là cái liabilities, cái này là cái asset. Thì bây giờ ấy, một tháng đã trôi qua rồi, công ty này đã thực hiện cái nghĩa vụ của tháng đầu tiên rồi, có nghĩa là công ty này được phép là hưởng ghi nhận là 1/12 cái lượng doanh thu của họ. Đấy, 1/12 của 1200 ấy, nó là bằng 100 đúng không? Có nghĩa là ở cuối tháng 1 ấy, thì công ty này được phép ghi nhận doanh thu là 100. Thì mình sẽ credit doanh thu, cái này họ gọi là fee revenue, doanh thu R, ghi nhận doanh thu 100 này. Đấy, và bởi vì là họ đã ghi nhận doanh thu rồi của tháng đầu tiên rồi, nên là cái khoản nợ 1200 lúc ban đầu ấy, nó sẽ được giảm bớt đi là 100. Đấy, có nghĩa là cái khoản unearned fees này, ban đầu là 1200 là mình credit nó ấy, thì giờ mình sẽ debit nó để giảm nó đi. Đấy, giảm nó đi 100. Đến giao dịch số 13 là bây giờ họ xem lại cái danh mục đầu tư của họ. Đấy, thì nhớ lại là ở đầu ấy, thì cái công ty này họ ném vào 100.000 đô để họ đầu tư, để mua các loại chứng khoán. Thế bây giờ ở cuối tháng ấy, thì họ thấy là này, cái danh mục đấy nó kiếm được cái tiền lãi là 100 đô nhá. Đấy, và cái giá thị trường của cái danh mục nó lại tăng lên là 2.000. Đấy, có là tổng cộng lại giá trị ban đầu là 1.000 này, giá thị trường nó khiến cho cái giá trị tăng lên là 1.000, là 102.000 này, xong rồi thêm 100 cái tiền lãi nữa. Đấy, thì ghép hết vào thì cái giá trị của cái portfolio của mình ấy, nó cái giá trị của cái danh mục ấy, nó là 102.100. Và những cái loại chứng khoán này thì họ phân loại đấy là trading securities. Thì trading ở đây cái câu này ý của họ ấy, là những cái loại chứng khoán này là những cái loại chứng khoán ngắn hạn mà một công ty họ đầu tư vào để kiếm lời ngắn hạn. Đấy, thì họ sẽ có khả năng cao là sẽ bán đi trong tương lai gần, chứ họ sẽ không giữ nó đến đáo hạn. Rồi, thì lý do mà họ phân loại cụ thể là trading ở đây ý, là bởi vì phần sau khi mà phân loại dòng tiền ý, là dòng tiền kinh doanh hay là dòng tiền đầu tư hay là dòng tiền tài chính ý, thì cái dòng tiền liên quan tới cái danh mục đầu tư này này là họ phân loại là vào hoạt động kinh doanh chứ không phải hoạt động đầu tư. Đấy, hoạt động đầu tư thì chỉ quan tâm tới những thứ dài hạn thôi ý. Còn những cái là trading là ngắn hạn ý, thì họ lại cho nó là những cái hoạt động kinh doanh ngắn hạn, là operating. Rồi thì với thông tin như này có nghĩa là mình sẽ ghi nhận những thứ như sau này. Thứ nhất là cái tài sản, là cái khoản đầu tư của mình, cái danh mục đầu tư của mình ấy, nó sẽ tăng lên 2100. 2100 này thì đó, nó đến từ cái việc là giá thị trường tăng lên thêm 2000 cộng với cả lãi là 100 ấy. Mình sẽ credit một cái khoản nó gọi là investment income. Thì đây là cái thu nhập đến từ việc đầu tư ấy, nó là một cái revenue. Đó là 2001. Đấy, thì đơn giản như vậy thôi. Rồi thì bây giờ là mình đã xong được 13 cái nhiệm vụ kế toán này rồi. Thì nảy sinh ra một số vấn đề như thế này này. Đấy là có 3 cái còn lại, là 3A, 4A và 8A ở đấy. Những cái này nó được gọi là những cái bút toán điều chỉnh, adjusting entries. Thì những cái bút toán này nó được thực hiện ở cuối của các kỳ. Đấy, là để nó điều chỉnh một số những cái tài khoản, một số những cái khoản mà mình chưa điều chỉnh, mình chưa ghi nhận nó ở trong cái kỳ đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xem thử xem là thế thì những cái bút toán điều chỉnh này nó là gì nhá, và nó được thực hiện như thế nào này. Thứ nhất đấy là cái đầu tiên là 3A ấy.
Thì lý do mà họ gọi là 3A ấy, là bởi vì là đây là cái bút toán mà điều chỉnh cho cái giao dịch số 3 lúc nãy. Thì mình đọc lại giao dịch số 3 nhé. Đây số 3 là mình bỏ ra 3.000 đô cho thằng chủ nhà này, 2.000 là tiền đặt cọc, 1.000 là tiền thuê nhà trả trước cho tháng đầu. Đấy, thì đấy là giao dịch số 3. Thế bây giờ đến hết tháng 1 rồi, thì ở cuối tháng 1 ấy, thì có phải là mình đã thuê xong cái nhà đấy rồi đúng không? Thế mình thuê xong tháng đầu tiên rồi. Có nghĩa là bây giờ cái khoản tiền 1.000 đô mà mình trả trước ấy, nó không còn là trả trước nữa, mà mình sẽ phải ghi nhận nó thành một chi phí. Đấy, thì khi đó thì họ sẽ làm như sau. Thứ nhất, đấy là mình sẽ ghi nhận một cái chi phí thuê, gọi là rent expense. Chi phí này xuất hiện ở income statement và có giá trị là 1.000 này. Đấy, tại vì là bây giờ thì mình dùng xong cái nhà đó ở tháng đầu tiên rồi. Cái chi phí 1.000 tiền thuê nhà tháng đầu tiên nó đã sinh ra ấy. Thứ hai là mình credit cái tài sản, đấy là prepaid rent. Đấy, đây là cái tài sản, là khoản chi phí trả trước ấy. Lúc đầu tháng thì mình ghi nhận cái tài sản này là bằng 1.000 đô ấy, thì giờ mình sẽ phải credit nó để giảm nó đi là về không ấy. Thế mình sẽ giảm nó đi là 1.000. Đấy là 3A. Bây giờ 4A. 4A thì là một cái điều chỉnh cho cái giao dịch số 4. Đây thì mình đọc lại cái giao dịch số 4 này, là mình mua thiết bị văn phòng với giá là 6.000 đô. Đấy, cái đống thiết bị này dùng được trong 2 năm, không có giá trị thanh lý. Thì bây giờ mình sẽ phải tính khấu hao cho cái thiết bị này. Đấy, thì cái thiết bị này thì dự kiến là sẽ dùng trong vòng 2 năm, là 24 tháng. Và giờ thì đã 1 tháng trôi qua rồi, nên mình sẽ phải ghi nhận luôn, hạch toán luôn cái chi phí khấu hao của cái tháng đầu tiên. Thì mình sẽ ghi nhận một cái khoản gọi là chi phí khấu hao, depreciation expense. Đây là cái chi phí. Thì chi phí này nó sẽ là bằng 1/24 của cái giá trị ban đầu của tài sản ấy. Đấy, ban đầu thì tài sản này nó có giá trị là 6.000 đô, mình lấy 6.000 chia cho 24 ấy, thì ra là bằng 250. Gọi là sau tháng đầu tiên thì cái giá trị của cái tài sản, thì cái chi phí khấu hao ấy, nó sẽ là 250. Và giá trị của tài sản đó nó sẽ giảm đi là từ 6.000 ấy, chỉ còn lại là 5.750 thôi. Nhưng mà có một cái lưu ý này, đấy là ở trên phần balance sheet ấy, ở phần asset của một công ty nhá, thì họ sẽ không ghi nhận là cái tài sản đó nó là 5.750 đâu. Họ sẽ vẫn để cái tài sản đấy nó là 6.000. Đấy, trên một cái office equipment vẫn sẽ là bằng 6.000. Nhưng mà đấy, thay vì việc là họ trừ thẳng cái 250 này vào cái tài sản này để khiến nó giảm xuống thành 5.750 ấy, thì họ sẽ tạo ra một cái tài khoản nó tên là Accumulated Depreciation, gọi là khấu hao lũy kế. Cái tài khoản này nó là bằng tổng tất cả những cái khấu hao đã xảy ra từ đầu cho đến giờ. Thế bây giờ nó là cái tháng đầu tiên ý, nên là tổng khấu hao từ trước đến giờ nó mới chỉ là bằng 250 thôi. Nên cái này nó sẽ là bằng 250. Nhưng mà cái số dư của nó là số âm. Để mà khi mà mình nhìn vào hai cái tài khoản này, nó sẽ luôn luôn đi kèm với nhau. Đấy. Và mình nhìn vào mình sẽ biết được là cái equipment, nếu như mà sau khi đã trừ khấu hao rồi, nó gọi là net amount ấy, nó sẽ chỉ là bằng 5.750 thôi. Đó, thay vì việc là họ ghi nhận cái net amount này là 2.750 thẳng luôn ấy, thì họ sẽ ghi nhận hai cái ở phía trên. Đấy, là cái giá trị đầy đủ lúc ban đầu là 6.000, trừ đi cái khấu hao lũy kế, tổng cái lượng khấu hao đã xảy ra từ đầu đến giờ là 250. Thế và bởi thế nên là ở cái bút toán này thì mình sẽ phải credit một cái tài khoản nó tên là Accumulated Depreciation. Nó một cái tài khoản trong phần asset.
là 250. Thì bởi vì cái này nhá, nó là một cái tài sản, một cái asset này, mình lại credit một cái asset, có nghĩa là mình trừ trừ nó đi đúng không? Và ban đầu cái này bằng 0 ấy, trừ đi 250 có nghĩa là cái số dư của nó là âm 250. Đấy, thì đấy là cái lý do mà cái tài khoản này số dư của nó luôn luôn là số âm ấy. Đấy, và bởi số dư của nó là số âm bởi vì nó luôn luôn đi kèm với các cái tài khoản ở phía trên để mà làm giảm cái giá trị của cái tài khoản ở phía trên đi. Đấy, thì những cái tài khoản như thế này này, nó được gọi là contra account. Thì contra account là những cái tài khoản mà luôn đi kèm với một tài khoản khác để làm giảm cái giá trị của cái tài khoản kia đi. Đấy, thì đấy là cái số 4A. Bước đến cái giao dịch, đến cái bút toán điều chỉnh thứ 3 thì là 8A. Thế đọc lại một chút về cái số 8 này. Là công ty này họ vay 12.000 đô từ một ngân hàng để làm vốn lưu động. Lãi của một năm là 10%. Khoản nợ này sẽ trả sau 2 năm. Thế bây giờ nhé, bởi vì là họ bảo là đã một nửa tháng trôi qua kể từ lúc bắt đầu vay. Thì bây giờ bởi vì là cuối tháng ấy, nên mình sẽ phải tính cái lãi của nửa tháng. Thì lãi của nửa tháng được tính như sau nhá. Có phải là ban đầu thì mình vay 12.000 đúng không? 12.000 là khoản vay này, nhân với cả lãi suất của một năm là 10%, nhân với cả cái quãng thời gian đã trôi qua ấy, là nửa tháng đúng không? Nửa tháng có nghĩa là 0,5 chia cho 12. Đấy, tại vì là cái 10% lãi suất là tương ứng với 12 tháng ấy. Mình muốn biết bây giờ cái lãi suất của nửa tháng là bao nhiêu. Đấy, thì tính ra ở đây, tính ra là bằng 50 đô. Và khi đó thì mình sẽ phải ghi nhận một cái chi phí lãi vay là interest expense là 50 đô này. Đấy, và tương ứng thì đúng ra thì có phải bình thường trả lãi thì mình sẽ phải trả bằng tiền đúng không? Đấy, tuy nhiên ấy, thì ở đây thì phải đến cuối năm mình mới phải trả lãi một thể cho cả cái năm đấy. Còn cuối từng tháng một ấy, thì mình vẫn chưa trả. Đấy, mình cứ tính ra là cái chi phí lãi vay như vậy thôi, nhưng mình chưa trả ngay lập tức ấy. Đấy, thì bởi vì là cái chi phí nó xảy ra rồi ở cuối mỗi tháng, nhưng mà mình lại chưa trả ngay cho cái tháng đó, nên mình sẽ phải ghi nhận cái khoản nợ. Khoản nợ lãi vay nó có tên là interest payable. Cái khoản nợ này, đấy là cái liability, nó sẽ tăng lên là 50. Rồi, thì đây mình đã đi qua được toàn bộ cái ví dụ ở cái phần 4A nhá. Đấy, ví dụ này là nêu ra được toàn bộ cái quá trình hạch toán từ những cái nghĩa vụ phát sinh ra đối với một công ty. Thì phần này thì đó, thì mình khuyên mọi người là nên là về nhà đọc kỹ lại trong sách này. Đấy, ví dụ này là mình lấy ở trong cái file prerequisite reading mà bên CFA Institute họ up lên trên trang web của họ ấy. Đấy, thì tí nữa mình sẽ gửi link cho mọi người để mọi người xem. Đấy, thì trong cái file này thì họ có cái ví dụ này. Thì mình đã tổng hợp lại cái ví dụ này ra cái bảng ở đây rồi. Đấy, và ở cái bảng này thì cũng có một cái cột gọi là accounting treatment ý. Mình có ghi rõ ra là các cái tài khoản nào nó tăng lên, giảm đi, thay đổi như thế nào ý. Đấy, thế phần này mình nghĩ là cũng là một cái phần mà họ cũng không đi sâu vào và họ hỏi kỹ đâu. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là mọi người cần thiết là phải biết ý. Một khi mọi người đã hiểu được cái ví dụ này thì những cái kiến thức ở những bài đọc sau nó trở nên là đơn giản hơn. Đấy, thì sau khi mà đã hoàn thành xong cái việc hạch toán này rồi thì ở đây họ có cung cấp cho mình một cái bốn cái báo cáo tài chính của công ty này. Thì công ty này có tên là Investment Advisors Limited này. Đấy, họ cho mình bốn cái báo cáo nhá, là balance sheet này, income statement này, statement of cash flows với cả statement of owners equity.
Đấy, thì bây giờ mình sẽ điểm nhanh qua bốn cái báo cáo này nhá. Đấy, nó cũng là những cái phiên bản báo cáo tài chính nó rất là cơ bản thôi, nhưng mà đủ để cho mọi người thấy được là các báo cáo tài chính nó được soạn ra như thế nào ấy. Đấy, thì ở năm cuối năm 2005 này thì đấy có phải là công ty này được thành lập và sẽ có cash là 150.000 và vốn góp cổ đông là 150.000 này. Xong rồi trong cái tháng 1 của năm 2006 ấy, thì nó có nhiều những thứ nó xảy ra đúng không? Thì mình sẽ có được những cái tài khoản là accounts receivable này, investments, inventory, office equipment, net. Net ở đây có nghĩa là sau khi đã trừ đi khấu hao rồi ấy. Và deposit là những cái khoản như lúc nãy là cái khoản mà đặt cọc cho chủ nhà đúng không? Ở bên liability thì nó sẽ có accounts payable, accrued expenses, unearned fees, bank debt. Ở phần equity thì sẽ có hai thứ là contributed capital với cả retained earnings. Đấy thì ở đây nha, lưu ý này, cái retained earnings là số 285 ở đây. Cái này nó sẽ là bằng net income trừ đi dividend. Đấy, cái sự thay đổi của retained earnings sau mỗi năm ấy là bằng chênh lệch giữa net income và dividend. Nhưng bởi vì đây là cái năm đầu tiên mà công ty này thành lập nên là cái beginning nó bằng không đúng không? Cái beginning bằng không. Đấy, mà cái sự thay đổi của retained earnings thì nó sẽ là bằng 285 là net income luôn. Tại vì là dividend bằng không này, net income bằng 285 này. Nên cái delta nó bằng 285. Nên suy ra là cái ending của retained earnings nó cũng sẽ là bằng 285. Đấy, thì là cái số ending ở đây. Bước sang cái income statement nhé. Đấy thì nó sẽ có một số những cái dòng như kiểu là fee revenue là lấy doanh thu từ việc là phát hành ra những cái bản tin tài chính hàng tháng này, tiền bán sách này, xong rồi những cái thu nhập từ việc đầu tư. Đấy, chi phí thì có chi phí bán hàng, cost of goods sold, một vài chi phí khác như kiểu là chi phí quảng cáo, khấu hao, chi phí thuê nhà vân vân. Đấy, thì nói họ tính ra được là cái net income là 285. Cái báo cáo thứ ba là statement of cash flows. Thì ở đây họ phân ra làm ba cái dòng tiền chính là operating này, investing với cả financing. Thì operating thì nó sẽ có bốn thứ: tiền nhận về từ việc bán hàng khách hàng, tiền trả cho chủ nhà này, tiền trả cho việc quảng cáo, tiền từ việc cái khoản tiền liên quan tới những cái loại chứng khoán ngắn hạn ấy. Investing thì nó sẽ gồm một thứ thôi là cái khoản đầu tư là đi mua những cái thiết bị văn phòng, office equipment mà có cái quãng thời gian sử dụng là 2 năm ấy. Còn financing thì cũng sẽ có một cái thôi là đi vay ngân hàng. Vay 12.000 từ ngân hàng. Thế thì họ tính ra được là ba cái dòng tiền này nhá, đấy là dòng tiền hoạt động từ hoạt động kinh doanh là âm 102.150 này. Dòng tiền hoạt động đầu tư là âm 6.000 này. Và dòng tiền hoạt động tài chính là 12.000. Từ đấy suy ra là cái cash của công ty này ấy, sau một năm ấy, nó sẽ bị giảm đi là bằng âm 96.150. Đó, và ở đây mọi người thấy nhá, là cái giá trị âm 96.150 này này, nó cũng chính là cái chênh lệch giữa cái beginning là 150.000 và cái ending là cái 53.850. Đấy, có nghĩa là ba cái báo cáo này là nó có mối liên hệ với nhau ấy. Là cái sự thay đổi của tiền mặt ở trên cái statement of cash flows ấy, nó sẽ phải khớp với cả cái chênh lệch của tiền mặt ở trên cái balance sheet ấy. Đấy, lấy cuối trừ đi đầu thì cũng sẽ là bằng 96.150. Đến cái báo cáo thứ ba, báo cáo thứ tư thì là cái statement of owners equity. Đấy thì báo cáo thứ tư này thì đơn giản, nó chỉ
liệt kê lại những cái thông tin ở trong phần equity ở trên balance sheet thôi. Đấy, thì ở đây họ nêu ra chỉ có hai tài khoản thôi đúng không? Là contributed capital này và retained earnings. Đấy, họ liệt kê ra cái giá trị của hai tài khoản này ở đầu năm. Đấy, trong năm thì thay đổi như thế nào? Và cái giá trị của hai tài khoản này ở cuối năm là bằng bao nhiêu? Đấy, thì toàn bộ cái ví dụ số cái ví dụ về cái công ty này này ở phần 4 la mã này ấy, thì mọi người là nên về dành thời gian để xem lại cái video bài giảng của mình cũng như là tự đọc kỹ lại nhá. Để làm thế nào để mà mọi người hiểu hết được tất cả những cái hạch toán của họ. Để hiểu được là từ cái hạch toán này thì tạo ra được bốn cái báo cáo tài chính này như thế nào ấy. Đấy. Thế là được. Giờ thì mình sang tới phần 5 la mã. Phần 5 la mã thì sẽ nói tới hai vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất được gọi là accruals. Thì accruals ấy, nó là những cái sinh ra từ một cái nguyên lý kế toán, nó gọi là accrual accounting. Accrual accounting ấy, có nghĩa là kế toán dồn tích. Hay nói một cách khác ấy, đấy là tất cả những cái doanh thu và chi phí phải được ghi nhận ở thời điểm mà cái giao dịch xảy ra, chứ không quan trọng cái việc là nhận tiền về lúc nào hay là trả tiền ra lúc nào ấy. Ví dụ nhá, đây cái này thực ra là khá là quen thuộc ở cái phần kiến thức phía trước rồi. Đấy là giả sử là sang tuần sau thì mình mới thực hiện cái giao dịch bán hàng khách hàng chẳng hạn, nhưng mà ở tuần này tự dưng khách hàng họ lại gửi tiền trả trước cho mình ấy. Đấy, thì cái việc mà họ gửi tiền trước cho mình ấy là nó không ảnh hưởng tới việc là mình ghi nhận doanh thu lúc nào. Đấy, thì mình vẫn phải ghi nhận doanh thu ở cái thời điểm mà cái giao dịch nó được thực hiện ấy, là vào tuần sau cơ. Còn cái việc mà tiền được trả trước ở tuần này ấy, là nó không liên quan, nó không tác động tới cái thời điểm ghi nhận doanh thu. Đấy, thì cái việc mà ghi nhận doanh thu và chi phí ở cái thời điểm mà giao dịch xảy ra ấy, không quan tâm tới cái việc nhận và trả tiền lúc nào ấy, thì được gọi là kế toán dồn tích, là accrual accounting. Thì những cái kế toán dồn tích này nó sinh ra bốn thứ như sau, bốn cái tài khoản như sau. Đây thì mình sẽ giải thích qua lại ở cái bảng ở phần 5 la mã này nhé. Đấy, thực ra hầu hết những kiến thức ở cái bảng này thì mọi người đã được học ở phần trên rồi, thì mình sẽ chỉ điểm qua lại thôi. Cái thứ nhất là unearned hay là deferred revenue này. Cái này có nghĩa là khách hàng họ trả tiền cho mình trước trước khi mà cái giao dịch nó xảy ra. Thì cái này lúc nãy cái bút toán như thế nào thì mình cũng đã biết rồi. Đây thì giờ thì sẽ viết nhanh lại nhé. Đấy, thì ban đầu cái bút toán lúc ban đầu ấy là mình sẽ phải ghi nhận là mình nhận được cash là tiền từ việc khách hàng trả trước này. Và mình sẽ phải ghi nhận một khoản nợ. Để tạm gọi nó là unearned revenue. Đây là một cái asset. Đây là một cái liabilities. Thế đây là điểm T bằng 0 nhá. Điểm T bằng 1. Đấy là khi mà cái giao dịch nó đã được thực hiện ấy, và mình đã được phép ghi nhận doanh thu rồi. Khi đấy thì mình lại phải giảm cái khoản nợ này đi. Debit cái unearned revenue. Giảm nó đi này. Và mình sẽ ghi nhận doanh thu là revenue. Đây là cái doanh thu. Đây là cái giao dịch đầu tiên. Cái giao dịch thứ hai, trường thứ hai là prepaid expense. Thì prepaid expense thì là mình lại trả trước cho một cái chi phí sau này trong tương lai ấy. Đấy, như ở cái ví dụ lúc nãy đấy là phải đầu tháng thì mình đã trả luôn cái tiền thuê nhà cho tháng tiếp theo. Thì cái thứ hai thì cái bút toán của họ sẽ là như thế này. Thứ hai nhá là chi phí trả trước này. Ở điểm T bằng 0. Mình sẽ ghi nhận một cái khoản tài sản gọi là prepaid expense, một cái asset. Và mình sẽ phải giảm cash của mình đi, tại vì là mình bỏ tiền ra để trả trước đúng không? Đây cũng là cái asset.
đến thời điểm trong tương lai khi mà cái chi phí đã xảy ra rồi, lúc đấy thì mình sẽ lại phải là ghi nhận cái chi phí đó ở trên cái income statement, và mình sẽ phải giảm cái tài sản của mình đi, giảm cái prepaid expense, cái tài sản đi. Đến cái thứ ba, đấy là unbilled hay là accrued revenue. Cái trường hợp này nó xảy ra ấy, khi mà khách hàng trả tiền cho mình sau khi giao dịch xảy ra. Đấy. Thì cái này nó làm cái điển hình ở cái phần accounts receivable ấy, có nghĩa là khách hàng họ thanh toán sau ấy, họ nợ mình ấy. Thì cái này thì đây thì biết nhanh ra này. Ở thời điểm ban đầu là khi giao dịch xảy ra ấy, thì mình sẽ ghi nhận cái khoản gọi là accounts receivable, làm cái tài sản, và mình sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng là revenue. Ở trong tương lai khi mà khách hàng họ đã trả nợ cho mình rồi, khi đấy thì mình sẽ nhận về tiền mặt là cash, và mình sẽ phải giảm cái khoản accounts receivable đi, có nghĩa là thể hiện lên là khách hàng nó không nợ mình nữa ấy. Đến cái thứ tư thì là accrued expense. Accrued expense có nghĩa là cái chi phí nó xảy ra rồi nhưng mà mình lại trả sau ấy. Tại như lúc nãy ví dụ đấy là mình thanh toán lương cho nhân viên ấy, thì cái chi phí lương nó xảy ra tháng này rồi nhưng mà phải đến tháng sau thì họ mới thì mình mới trả tiền cho họ. Đấy, thì ở thời điểm ban đầu nhá, là khi mà chi phí xảy ra thì mình sẽ phải ghi nhận cái chi phí là expense. Và mình sẽ phải tạo ra một khoản nợ. Đấy, thì tạm gọi nó là accrued liability hay là accrued expense, đều đồng nghĩa nhá, đều giống nhau cả. Đây là một khoản nợ này. Trong tương lai khi mà mình đã trả tiền thanh toán cho cái chi phí ở trong quá khứ rồi ấy, khi đấy thì cái khoản nợ của mình nó sẽ giảm đi. Khoản nợ này sẽ được debit này để giảm đi này. Và tiền mặt của mình sẽ giảm đi ở cái thời điểm mà mình thanh toán cái khoản nợ trong quá khứ ấy. Đấy, tổng tổng cộng lại thì cái kế toán dùng tích nó sinh ra bốn cái trường hợp như thế này. Cái trường hợp thứ nhất đấy là nhận tiền trước khi ghi nhận doanh thu này. Trường thứ hai là trả tiền trước khi ghi nhận chi phí này. Trường thứ ba là nhận tiền sau khi ghi nhận doanh thu, và trường hợp thứ tư ấy là trả tiền sau khi ghi nhận chi phí. Có nghĩa là miễn là nếu là cái doanh thu hay là chi phí nó không khớp, nó không trùng với cả cái lúc nhận hoặc trả tiền ý, là nó sẽ sinh ra những cái giao dịch, những cái bút toán như thế này. Phần thứ hai của phần 5 La Mã đấy là một số những cái điều chỉnh về định giá, gọi là valuation adjustments. Đấy, thế phần này thì cũng không quá là quan trọng đâu. Đấy, sang những bài sau thì mọi người sẽ được học kỹ hơn và sẽ hiểu rõ hơn là cái này nó là cái gì và sẽ được thực hiện như thế nào ấy. Bây giờ thì mình sẽ chỉ nói qua thôi. Những cái điều chỉnh nó được gọi là valuation adjustments ấy, là những cái điều chỉnh mà được thực hiện đối với những cái tài sản hoặc là những khoản nợ của một công ty ở một số trường hợp nhất định để mà phản ánh lên được cái giá trị, giá thị trường hiện tại của cái tài sản đó ấy, hoặc là của cái khoản nợ đó ấy. Thì bây giờ mình cứ hiểu đơn giản như này này. Đấy là những cái tài sản và những cái khoản nợ ở trên báo cáo tài chính ấy, là nó có thể được ghi nhận theo các cách khác nhau. Có thể có cái tài sản A này thì sẽ được ghi nhận ở cái giá thị trường, nhưng có cái tài sản B ấy, nó được ghi nhận ở cái giá trị trong quá khứ chẳng hạn, nó không được cập nhật điều chỉnh theo cái giá thị trường ở hiện tại. Đấy, thế là có nhiều kiểu ghi nhận khác nhau. Thì bây giờ nhá, mình đang quan tâm tới những cái tài sản hoặc là những cái khoản nợ
mà cái giá trị của nó ấy, là được cập nhật theo giá thị trường. Đấy. Thì đối với những cái thứ như vậy thì khi mà cái giá thị trường nó thay đổi ấy, ở cuối mỗi kỳ khi mà mình soạn ra báo cáo tài chính ấy, thì mình sẽ phải cập nhật giá của những cái thứ đấy để nó phản ánh đúng lên được là cái giá thị trường hiện tại là bao nhiêu ấy. Thì cái việc cập nhật giá theo giá thị trường hiện tại như vậy ấy, họ gọi cái đấy là valuation adjustment. Đấy, thì ở đây họ chỉ nói chung chung đấy là cả những cái asset và những cái liability thì đều có thể là được điều chỉnh theo cách này. Đấy, nó tùy từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ quan tâm chính là những cái asset, những cái tài sản thôi. Đấy. Thì nếu như mà cái giá thị trường của một cái tài sản nó thay đổi ấy, mà cái chuẩn mực kế toán lại cho phép ấy, thì mình sẽ điều chỉnh như sau. Đấy. Thứ nhất là nếu như mà cái tài sản đấy, giá thị trường của nó tăng lên ấy, thì khi đấy thì cái bút toán của mình ấy, là sẽ phải có một cái tài khoản khác nó cũng phải thay đổi theo, đúng không? Đấy, tại vì cái tài sản thay đổi thì cũng phải có một thứ khác cùng thay đổi thì mới khiến cho cái phương trình kế toán nó cân. Đấy, thì khi đó thì khi mà asset tăng lên ý, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, hoặc là sẽ có một khoản gain được sinh ra ở trên cái income statement, hoặc là sẽ có một cái khoản OCI nó được sinh ra cũng ở trên cái statement of comprehensive income. Tức là cái phần giá trị mà cái tài sản nó tăng lên ấy, nó phải được ghi nhận là một cái doanh thu, cái nguồn thu nhập gì đó. Thì cái nguồn thu đó ấy, nó hoặc là gain ở income statement, hoặc là nó được đưa vào cái phần đặc biệt ấy, là OCI ấy. Đấy, thì cái này thì ở những bài sau thì mình sẽ học kỹ hơn. Đấy, cái OCI này thì nó sẽ được cộng thêm vào nhá, tại vì là cái tài sản của mình giá nó tăng lên ý, để khiến cho cái OCI nó tăng lên. Còn ngược lại, nếu như mà mình có cái tài sản mà giá thị trường của nó lại giảm đi ý, thì lúc đấy thì sẽ có một trong hai thứ xảy ra. Cái thứ nhất đấy là sẽ có một khoản loss ở trên income statement. Thứ hai đấy là hoặc là sẽ phải khiến cho cái OCI nó giảm đi. Thì cái logic nó cũng ngược lại với cả cái trường hợp là cái tài sản nó tăng lên thôi. Đấy là dù tài sản, cái giá thị trường của nó tăng lên hay giảm đi nhá, đó thì tương ứng là sẽ phải có một khoản gain hoặc là loss ở trên income statement, hoặc là sẽ phải điều chỉnh tăng hoặc là giảm cái phần OCI. Bây giờ thì mình sẽ đến cái phần cuối cùng của bài hôm nay là phần 6 la mã. Phần này thì cũng là giới thiệu qua một chút về cái hệ thống kế toán cơ bản nhất mà các công ty họ sử dụng thôi. Phần này sẽ nói nhanh này. Đầu tiên ý, là những cái giao dịch, những cái nghiệp vụ phát sinh ra ấy, nó sẽ được ghi nhận thông qua cái bút toán, nó gọi là Journal Entries. Đấy, và nó được ghi nhận ở một cái quyển nhật ký, nó gọi là General Journal. Đấy, cái này nó được gọi là cái quyển nhật ký chung. Thì ở trong cái quyển General Journal này thì họ sẽ liệt kê ra tất cả những cái giao dịch mà được thực hiện bởi công ty đó thông qua cái bút toán nợ và có ấy. Và những cái giao dịch này nó sẽ được sắp xếp theo ngày, có nghĩa là cái gì xảy ra trước thì sẽ được viết trước, cái gì là sau sẽ được viết sau. Có một số những cái hệ thống kế toán ấy, nó còn sử dụng cả những cái nhật ký đặc biệt, nó gọi là Special Journals. Ví dụ giả sử là mình sẽ có một cái journal riêng cho những cái giao dịch bán hàng chẳng hạn, nó sẽ có một cái journal riêng cho những cái giao dịch là mua hàng từ nhà cung cấp chẳng hạn. Đấy. Còn cái general journal ấy, là cái nhật ký chung ấy, nó sẽ liệt kê ra tất cả các cái giao dịch mà công ty đó thực hiện. Đấy, theo thứ tự thời gian. Thứ hai là có một khái niệm là general ledger. Cái này được gọi là sổ cái chung. Đấy, thì cái quyển sổ cái này nó sẽ liệt kê ra những cái bút toán mà được đưa vào cái quyển nhật ký chung. Đấy, thì cái điểm khác biệt giữa cái ledger và cái journal ấy, đấy là ở trong cái journal thì mọi thứ nó sắp xếp theo thứ tự thời gian, nhưng mà ở trong cái ledger ấy, là các cái giao dịch nó sẽ được sắp xếp theo từng tài khoản một. Đấy, có nghĩa là ví dụ là tài khoản cash chẳng hạn,
thì sẽ liệt kê ra là có những cái giao dịch gì nó tác động tới tài khoản này, hay là cái tài khoản accounts receivable mình sẽ liệt kê ra là có những cái giao dịch nào nó tác động đến tài khoản này. Cái thứ ba, có một cái gọi là cái bảng cân đối thử là trial balance. Thì cái trial balance nó sẽ liệt kê ra cái số dư của tất cả những cái tài khoản ở trên báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Đấy, thì cái điểm khác biệt giữa một cái trial balance, một cái ledger ấy, đấy là cái trial balance nó chỉ liệt kê ra cái số dư ở cuối kỳ thôi. Còn cái ledger ấy là nó liệt kê ra tất cả mọi thứ. Nó liệt kê ra số dư đầu kỳ này, liệt kê ra tất cả những cái giao dịch xảy ra đối với cái tài khoản đấy này, và nó liệt kê ra cái số dư sau cùng. Đấy. Nhưng mà cái trial balance nó chỉ liệt kê ra cái số sau cùng của mỗi một tài khoản thôi. Và cuối mỗi kỳ thì sẽ có một số những cái bút toán điều chỉnh gọi là adjusting entries được thực hiện. Thì những cái adjusting entries thì mình đã được học ở phần trên rồi đúng không? Đấy là cái 3A này, 4A và 8A ấy. Đấy, thì sau khi mà thực hiện những cái bút toán điều chỉnh như vậy rồi thì mình sẽ tạo ra được một cái bảng cân đối thử đã được điều chỉnh, nó gọi là adjusted trial balance. Và bước cuối cùng là mình sẽ tạo ra báo cáo tài chính thôi. Đấy, thì mình sẽ soạn ra báo cáo tài chính dựa trên những cái số dư ở cuối kỳ của các tài khoản ở trong cái adjusted trial balance.